trường chứng khoán Việt Nam ngày 9 tháng 10 là một pha phục hồi ấn tượng, tiến đến cái vùng cản 1.280 đến 1.285 như những kỳ vọng và nhận định của mình. Tất nhiên là chậm hơn một ngày so với kỳ vọng, nhưng không sao, sớm hay muộn, miễn là phục hồi đến đây thì chúng ta đã có được cái mục tiêu của chúng ta. Tuy nhiên trong cái sự hưng phấn của nhiều nhà đầu tư, khi mà đại đa số những cổ phiếu kéo ngày hôm nay thì lại là những cổ phiếu mà rất nhiều người đã kẹt hàng hoặc về bờ rất lâu. Ví dụ như là HPG thì mình cũng nhắc một câu rằng anh chị em hôm nay là vui thôi, nhưng đừng vui quá, bởi vì trước mắt là thị trường đã phục hồi đúng như dự kiến. Nhiều nhà đầu tư là về bờ, nhiều nhà đầu tư thì có một lượng lãi nhỏ nhỏ, mình nghĩ là không lớn đâu, chắc thì chỉ khoảng tầm 2-3%, thậm chí nhiều nào bắt được chuẩn đúng dòng thì chắc được lãi được 4%, nhưng ít nhất là chúng ta đã được đến cái mục tiêu là 1.280-1.285. Và vùng này thực sự là mình sẽ rất khó để phán đoán xem liệu thực sự đây chỉ là một pha phục hồi kỹ thuật bình thường sau khi tạo đỉnh, hay là cơ hội mà vượt tiếp lên 1.300, thậm chí cao hơn, thì chúng ta cần phải quan sát những yếu tố gì sẽ cho phép chúng ta vượt được 1.300, hay là những nhóm ngành nào phải hoạt động, vận động như thế nào thì cho chúng ta cái đánh giá rằng nó vượt 1.300. Thì trước khi đi vào xem các video phân tích của Tuấn Hưng này, thì anh chị hãy để thử cho mình cái nhận định của anh chị rằng nếu ai mà đồng ý rằng vượt 1.300 thì gõ cho mình số 1. Còn nếu mà ai nghĩ rằng không vượt được 1.300, cái vùng 1.280-1.285 này sẽ là cái đích đến cuối cùng của nhịp hồi này trước khi giảm trở lại, thì gõ cho mình số 0 nhé. Ai đánh tăng thì gõ cho mình số 1 nhé. Thì thôi, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào xem video nhận định ngày hôm nay. Trước mắt là đầu tiên, mình hãy nói rằng là đêm nay sẽ là một đêm rất rất quan trọng của nhà đầu tư trên toàn thế giới chứ không phải riêng gì Việt Nam. Bởi vì mình nhắc lại, ngày hôm nay, đêm nay sẽ là cái buổi họp FOMC, nghĩa là liên quan đến việc tăng hoặc giảm lãi suất của Mỹ, giá trị tiêu dùng CPI, lạm phát của Mỹ. Và 1 giờ đêm nay sẽ xảy ra cái điều này. Thì chúng ta sẽ, nhiều nhà đầu tư sẽ khá là lo lắng. Nghĩa là thông tin ấy, thì mình nghĩ rằng là ngày mai, đêm nay bắt đầu có cuộc họp đêm nay. Và 7 giờ tối ngày mai thì bắt đầu là có cái thông tin về CPI của Mỹ để xem Fed nó quyết định hạ lãi như thế nào. Thì mình nghĩ là ngày hôm nay và mai sẽ khá nhiều biến động. Tuy nhiên rằng là nhìn tích cực đi, thì chúng ta hãy nhìn vào cái dấu hiệu như này này. Nếu mà nhiều anh chị nghĩ rằng vùng 1.285 đấy, nó là một cái vùng cản rất lớn, và mình cũng đồng ý với điều đấy. Bây giờ đến bản thân mình cũng còn quá sớm để khẳng định là thị trường nó có vượt được qua vùng này không. Và bảo mình mở mua mới ở khu vực này thì chắc là mình sẽ mua rất rất ít, thậm chí là rất rất một số ít cổ phiếu còn điểm mua an toàn ở khu vực này thôi. Và gần như mặt kể cả mua khu vực này ấy, mình không dám mua nhiều, mà mang chất đặt cược 50-50 luôn đấy, dám chơi dám chịu luôn nếu chúng ta mở mua khu vực này. Tất nhiên là có nhiều yếu tố cho chúng ta thấy rằng là cơ hội tích cực nó sẽ xảy ra như thế nào. Thì đầu tiên hôm nay lúc chiều ấy, là lúc khoảng tầm 11:30 thì mình nói rằng là 1 giờ chiều mình thấy rằng là cái dấu hiệu thanh khoản nó bắt đầu tăng lên đấy. Chị em nhìn cái đường màu vàng này bắt đầu cắt lên đấy, thì mình thấy rằng là mình có nhắn tin nhóm rằng đây là một cái tín hiệu đầu tiên tích cực để cho thấy rằng là đây, lúc 11:30 mình bảo là thanh khoản tăng lên và đây là cái tín hiệu kéo thanh khoản vào, xu hướng tăng sẽ bền vững, thì chúng ta có thể mở mua một số cổ phiếu, ví dụ như OCB, SHB, BID, hoặc là những cổ phiếu nào mà chúng ta chưa bán thì có thể nắm giữ. Thì đấy là cái góc quan sát của mình. Và thực sự là thị trường nó có kéo tăng thì yếu tố đầu tiên vẫn phải nói đến thanh khoản, kéo tăng thì phải đi cùng thanh khoản. Và việc mà thanh khoản lúc sáng rất là thấp hơn hôm qua là khá lo lắng, nhưng từ chiều là thanh khoản tăng lên thì mình nhìn thấy là dấu hiệu nó đã tích cực hơn. Với một pha phục hồi mà thanh khoản có tăng lên như thế này, mình đánh giá rằng là chấp nhận được, và mình thấy rằng là nó có gọi là mở ra chúng ta cơ hội, gọi là có niềm hy vọng rằng có thể vượt được 1.285. Tuy nhiên rằng cái vùng 1.285 này thì nếu mà xét đối với thị trường thì nó sẽ chính là cái vùng cản của đỉnh 2 của các cổ phiếu dẫn dắt, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, thép đấy, và sẽ là cái vùng gọi là cản MA20 của một số cổ phiếu đã gãy nền. Nói như vậy thì hơi khó hiểu, thì mình sẽ chỉ ra đây. Ví dụ các cổ phiếu ngân hàng thì mình nhìn thấy có một cái điều tích cực, đó là ACB giảm thanh khoản cạn dần đúng không, và tăng tiếp thì lại là thanh khoản lớn và kéo đóng nến ở vị trí cao nhất. Thì ACB sẽ là một cái cổ phiếu ngân hàng chúng ta cần quan sát đầu tiên, cơ hội của nó sẽ cơ hội vượt đỉnh đúng không.
Và cái vùng target của nó nếu mà vượt lên có thể đến 27 hoặc 28 hay 7,65 gì đấy. Đúng không? Thì đây sẽ là một cổ phiếu ngân hàng đầu tiên cho chúng ta kỳ vọng 3% nữa thôi, không nhiều. Nhưng mà chúng ta kỳ vọng rằng là thị trường vượt đỉnh thì phải có một những cổ phiếu dẫn dắt vượt đỉnh. Ngân hàng ACB sẽ là một cổ phiếu chúng ta lưu ý, không phải mua nhưng chúng ta nhìn để đánh giá rằng thị trường có vượt được hay không. Liên Việt Postbank thì đã vượt nhẹ rồi. Và chúng ta nhìn thấy có một số cổ phiếu khác MBB. Chúng ta nhìn thấy nó sẽ phải có nhu cầu vượt lên được sát lên vùng vùng phụ này thì thị trường mới 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 tăng 3% nữa chẳng hạn. Đấy, đây là những cổ phiếu mà mình nghĩ rằng mua thì lợi nhuận có thể không nhiều lắm nhưng chúng ta phải theo dõi rất sát, hoặc là những cổ phiếu dẫn dắt ví dụ FPT sẽ là phải cổ phiếu vượt được những cái kháng cự lớn, ví dụ như vậy. Chúng ta nhìn vào những cổ phiếu này để đánh giá rằng là thị trường liệu có vượt được 1.300 hay không. Đấy, muốn lên 1.300 thì chắc chắn những cổ phiếu này sẽ là những cổ phiếu phải dẫn dắt. Đấy, chúng ta đặt cược thôi, mình cũng không dám khẳng định nó vượt đâu nhưng đặt cược ở đây là xứng đáng. Hoặc là những cổ phiếu ví dụ BID chắc chắn là phải những cổ phiếu mà vượt được cái trend line cản chéo, ví dụ như vậy. Ví dụ BID phải vượt được giá 50, ít nhất là vượt 50, chỉ 1-2% nữa thôi nhưng mà nó phải vượt được những cái cản chéo quan trọng nhất. Hoặc là những cổ phiếu GVR là những trụ lớn đúng không, nó phải vượt được những cái cản chéo quan trọng nhất, ví dụ như vậy. Chúng ta phải nhìn rất kỹ những cổ phiếu này là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường, nó phải vượt được những cái mốc quan trọng, ví dụ vượt được 36,4 chẳng hạn đấy. Đây là mốc 36,4, chỉ khoảng tầm 2% nữa thôi. Nhưng hoặc là những cổ phiếu Masan, hôm nay Masan đúng không, nó phải vượt được những cái cản này, nghĩa vượt được giá 78,4, thực ra nó rất là nhỏ thôi, mua bây giờ thì khá là đánh cược đấy, chỉ 2% nữa thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta nhìn những cái cổ phiếu vận động, những cổ phiếu này thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường nó có vượt được 1.300 hay không, đúng không? Nếu mà những cổ phiếu vượt được thì khả năng rất cao là thị trường nó sẽ vượt lên vùng 1.305, 1.310. Đấy, nhưng nếu những cổ phiếu này nó chỉ dừng chân ở đây thôi trong những phiên kế tiếp thì chúng ta bắt buộc phải thận trọng và có thể là phải sẵn sàng tinh thần bán nếu nó có xảy ra rủi ro, đúng không? Vậy chúng ta để ý những cổ phiếu đấy. Hoặc là cái vùng 1.285 này nó sẽ là những cổ phiếu mà mình để ý có gồm 3 nhóm cổ phiếu là gãy nền nhưng mình chưa biết được thực sự nó gãy nền hay chưa, mà nó sẽ có thể là spring gãy nền hay không, thì anh chị em để ý kỹ cho mình cổ phiếu này, đó là DKM. DKM là cổ phiếu thuộc nhóm phân đạm nhưng nó sẽ đi cùng cổ phiếu nhóm ngành bán lẻ, hóa chất, dệt may, thủy sản. Và DKM là một trong cổ phiếu mình đánh giá là khỏe nhất trong số đó. Thì lý do tại sao chúng ta nhìn thấy DKM là một cổ phiếu mà giảm ít nhất, đúng không? Nó chỉ nhích qua M20 một chút và đã có một hôm nay là DKM là một cổ phiếu tăng gần 2%. Thanh khoản thì hơi yếu, thực sự là mình thấy dấu hiệu của những nhóm này không vấn đề là cái thanh khoản nó không mạnh, nó không mạnh. Đấy thì chúng ta phải để ý kỹ DKM, nếu tiếp tục DKM tích lũy ở trên giá 38 và sau đó ngày kia, hôm nay là ngày thứ tư, thứ năm hoặc thứ sáu có pha phục hồi tăng vượt lên thì có nghĩa rằng cái quả này là gọi là quả gãy đền rũ. Đấy, thì nó sẽ đại diện cho cả một nhóm ngành. Đấy, và nó sẽ chắc chắn sẽ là cái cổ phiếu mà vượt nhanh nhất. Bởi vì sao? Tất cả cổ phiếu Đạm Phú Mỹ này đều chưa vượt được M20, đúng không? Cổ phiếu BFC cũng là phân đạm cũng chưa vượt được M20. Cổ phiếu VGT của dệt may, cổ phiếu VGT là nếu mà nó là đại diện dệt may nó sẽ là khỏe nhất, cũng đang làm M20. Cổ phiếu TNG thì gãy M20 rồi và phục hồi rất nhẹ, thanh khoản rất là thấp. Do đó để trả lời rõ ràng rằng cái câu chuyện rằng đây là pha gãy đèn rũ hay là VGI cũng thế, đúng không? Hoặc là CSB, chúng ta thấy cái thanh khoản nó rất là thấp. Thì để khẳng định được rằng là cả tất cả các nhóm ngành này nó là gãy nền rũ, đúng không? Gãy nền để rũ bò sau đó kéo lên thì chúng ta quan sát dễ nhất là con này, bởi vì nó sẽ là con mạnh nhất. Mình khẳng định cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu mạnh nhất. Nếu khi nào cổ phiếu này vượt 38,75 thì rất có thể những cổ phiếu này, rồi CSV, rồi đây LAS, tất cả những nhóm phân đạm hóa chất này khả năng rất cao nó sẽ là những pha gãy nền rũ. Và nếu mà gãy nền rũ thì khi mà cái cổ phiếu này cùng phục hồi, những cổ phiếu ngân hàng cùng tăng, những cổ phiếu chứng khoán cũng bật tăng tạo đỉnh hai thì chắc chắn rằng cơ hội việc vượt đỉnh của VN-Index nó sẽ rất là cao. Và tất nhiên nhắc lại cái yếu tố đầu tiên anh chị em để ý thường xuyên cho em, đó là thường xuyên phải để ý cái thanh khoản này. Thường xuyên anh em để ý trong nhóm khách hàng mình ấy, mình thường khuyên gửi những cái hình ảnh về cái thanh khoản anh chị em để ý đấy.
mình cập nhật rất kỹ cái thanh khoản đúng không? Để mình để ý ấy, hôm qua cũng cập nhật thanh khoản này đúng không? Mình bảo này, thanh khoản tăng lên tín hiệu tích cực cho pha phục hồi. Hôm qua mình nói rồi, đúng không? Cản lớn là 1.280, 1.285. Đấy, từ mùng 8 mình đã nói rồi đúng không? Đấy. Mình nói từ hôm qua mình đã bảo là cái thanh khoản nó ảnh hưởng đúng không? Đấy, thì mình đã kỳ vọng rằng là tạo đỉnh hai. Đấy, chứ bây giờ đã tiến đến vùng này rồi thì mở mua là sẽ rủi ro hơn. Cho nên chúng ta cân nhắc. Đấy, nhưng mà cái đã đến được cái vùng mà mình kỳ vọng rồi thì chúng ta phải để ý thôi. Thì bây giờ vượt được cái vùng này không, chúng ta phải để ý những cái cổ phiếu như vậy. Thứ nhất là thanh khoản phải tiếp tục tăng. Hôm nay là 17.000 tỷ rồi. Ngày mai nó phải là 19.000 tỷ, 20.000 tỷ. Ngày kia phải 20, 21, 22.000 tỷ. Ví dụ như vậy. Chúng ta cứ để ý rất kỹ cho mình cái vấn đề này. Thường xuyên dở cái vấn đề thanh khoản này. Anh em nhìn cái đường màu vàng ấy, nó cứ tăng vượt hơn so như kiểu là nó mớm ra ngoài đường màu xanh. Thì chắc chắn rằng là thị trường sẽ tích cực và cũng vượt cao. Đấy, đấy là đầu tiên chúng ta chia sẻ với cái vấn đề đấy. Thứ hai chúng ta nhìn thấy là mà chart thấp là chart tốc độ mà 30 phút thì khả năng rất cao là nó sẽ có những rung lắc nhỏ về test lại mùng 1.279. Có thể như vậy là rung lắc ở đây, sau đó mới vượt được. Thì có thể chúng ta vẫn cứ theo dõi, nhưng mà nếu mà rung lắc nhiều quá mà tạo hai cái đỉnh. Ví dụ như vậy, ví dụ rung lắc ở đây này, rung lắc ở đây này. Nó cứ thế này không sao, nhưng mà nó dối tiến lên không sao. Nhưng mà tạo đỉnh cái này xong rồi lên đến đây mà rơi thì chúng ta sẽ phải đề phòng. Tất nhiên là kịch bản đấy thì mình nghĩ là chưa xảy ra, mà xác suất thì nó đang thấp hơn một chút, nhưng ít nhất là chúng ta phải để ý đấy, cơ hội tăng như thế. Và mình nghĩ rằng là nó vẫn đang duy trì cho ta một cái điều tích cực. Do đó tỷ trọng mình khuyến nghị bây giờ khoảng tầm là 50 đến 70%, hoặc ai tự tin thì có thể đánh full, nhưng mà không nên dùng margin. Đấy, chúng ta nên tập trung vào nhóm ngành chứng khoán, bất động sản, anh em, ngân hàng và chứng khoán. Và chúng ta để ý đặc biệt ngân hàng hôm nay mình có khuyến nghị mua OCB. OCB mình đã bán ở đây rồi, mình mua lại ở đây đâu đó lợi khoảng tầm 4%. Mình bán giá 13, mua lại giá 12,5 được 4% thì mình vẫn kỳ vọng rằng OCB sẽ lên một cái nhịp nữa, có thể lên khoảng tầm 13,1 này. Thì đấy, ví dụ như vậy thì chúng ta mua những cổ phiếu này mình nghĩ an toàn, hoặc SHB này. Đấy, kỳ vọng nó sẽ lên đây một cái đỉnh nữa giống như này này. Nó rơi 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 xong vụt phát lên một đỉnh nữa. Ví dụ như vậy thì mình nghĩ rằng là có thể SHB nó sẽ lên vùng 11,2 hoặc 11,4 gì đấy. Đấy, chúng ta nghĩ rằng là mình nghĩ SHB nó sẽ cơ hội đấy. Thì Masan thì cũng sẽ đợi để chốt lời thôi. Nếu mà vượt được 78 với khối lượng lớn thì chúng ta sẽ cứ giữ, thậm chí có thể đợi lên 81, 89 gì đấy. Nhưng mà nếu mà không vượt được giá 79 này thì khả năng là sẽ end game ở quanh quanh 79, 80 này. Còn nếu mà vượt được thì sẽ lên 88. Nhưng mà nếu mà để lên được như thế thì mình nghĩ rằng là VN-Index là phải vượt 1.300. Thì chúng ta phải đặt cược thôi. Nhìn qua VN-Index thì như thế thì chúng ta nhìn thấy rằng là VN30 chắc nó đẹp hơn tí. VN30 thì thực sự rằng nằm ở rất là gần đỉnh hơn, thanh khoản cũng tăng cao hơn. Đấy, chúng ta nhìn thấy VN30 tích cực hơn, rõ ràng rằng dòng tiền nó nằm ở nhóm ngân hàng và các trụ rất là tốt. Do đó anh em nên tập trung vào đánh nhóm trụ và ngân hàng. Đấy, thì mình nghĩ là tích cực hơn đánh những cổ phiếu penny. Penny sẽ không không tốt bằng. Chúng ta nhìn đấy, thanh khoản của VN30 này nó cao dần lên này. Đấy, VN Index thì thanh khoản chỉ bằng hôm qua, đúng không? Nhưng VN30 thì thanh khoản lại tăng hơn. Rõ ràng rằng dòng tiền nó đang chảy vào VN30 nhiều hơn. Nó cần cao, VN30 nó còn cao hơn cả trung bình hàng ngày. Thì rõ ràng chúng ta tập trung vào đánh những cổ phiếu ngân hàng MSB này cũng có khi mua được này. À, con này mua hơi gần. Đẹp đẹp thì không nên mua con này. Con này gần quá. Chúng ta nên tập trung vào những cổ phiếu, ví dụ như là cổ phiếu ngân hàng, còn con gì ấy nhỉ? OCB, SHB này cũng được này, BID này. Đấy, mình kỳ vọng BID cũng vượt được lên này. Đấy, thì chúng ta để ý những cổ phiếu GVR đi. GVR hôm nay thì hơi với một tí rồi. Đấy, mình nghĩ GVR cũng có khả năng DRI xem sao. DRI thì hôm nay mua thì an toàn này, 11 này. Thì cũng được. Đấy, để ý mà không hứng thú lắm. Ví dụ chúng ta để ý những cổ phiếu như thế thì mình nghĩ rằng an toàn. Hoặc là, đấy, thì đây là những cổ phiếu mình nhắn nhủ anh chị em lưu ý. Đấy, còn HPG thì là cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nó đang tiến đến cái vùng cản là mình đang bảo rồi, đánh đúng kỹ thuật đúng không anh chị em, đúng tạo mô hình này lên test lại kéo lên và kỳ vọng là target là 28. 28 sẽ là vùng mà mình nghĩ HPG sẽ dừng chân, còn lên được đến đỉnh hay không. Hôm nay HPG một cái tin đó là HPG lãi từ bán thịt heo rất là nhiều, và lãi lợi nhuận của HPG thì đến 6.000 tỷ là con số rất rất lớn của một doanh nghiệp. Đấy,
trái ngành trái nghề mà 6.000 tỷ là lợi nhuận kinh khủng luôn. Đấy, chúng ta để ý đấy. Thì đây là một cái tín hiệu tích cực, và mình nếu nghĩ HPG tăng ấy thì khả năng là NKG sẽ chúng ta tăng khối lượng lớn này, test khối lượng nhỏ này, buôn cạn dần này, thì mình nghĩ rằng là nó có thể NKG sẽ lên 23, 235 gì đấy, lợi nhuận khá lớn. Con này đánh gì thì nó phiêu, một cây hai một cây tăng là nó lên đến nơi ngay. Chúng ta để ý thấy nó có thể đánh những cái phiên mà nó rất là phiêu, ví dụ vậy, có thể tăng vèo phát lên này, tăng khoảng tầm 3-4% rất là mạnh. Chúng ta để ý HSG, NKG có khả năng sẽ đến lại cái vùng này. Vùng này sẽ cái vùng cản cũ của NKG và HSG. Thì mình nghĩ rằng là A là có thì tiếp tục nắm giữ, đợi đợi đó. 4-5% nữa là trong tầm tay. Mình nghĩ như vậy. Đấy, có thể thế, còn là KSD mình khuyến nghị mua rồi. Khá là tốt đúng không? Và ai mua KSD thì bây giờ lợi nhuận chắc được khoảng tầm 3%. 3%. 3-4% rồi. Đấy, mình kỳ vọng là KSD lên lại vùng này cũ thì chúng ta có thể chốt lời bớt một phần ở 19,7 một lần nữa. Còn nếu mà vượt được thì nó có thể sẽ lợi nhuận rất là lớn, thì mình đến đâu hay đến đấy nhá. Thì đấy là toàn bộ những cái gì mà video mình chia sẻ ngày hôm nay. Thì chắc anh em cũng có những câu hỏi thì mình cũng định chia sẻ một cái kỹ năng hoặc là một cái kinh nghiệm gì đấy, nhưng mà đang hưng phấn quá quên xứ mất rồi. Trên thôi để ngày mai mình sẽ chia sẻ sau, bởi vì giao dịch trong giai đoạn này rất là cần cái sự tỉnh táo và kiềm chế. Bởi vì là hôm nay vui thôi, mình vẫn nói nhắc lại một lần nữa, vui thôi nhưng đừng vui quá, và chúng ta cũng chờ đợi, bởi vì chúng ta nhìn này, trong thế giới nó vẫn còn rất là nhiều những cái rủi ro. Ví dụ Trung Quốc này, chúng ta nhìn này đúng không, trong vòng một tuần, chính xác là khoảng 7 ngày tăng rất kinh khủng, nhưng chỉ trong 2 ngày dân sau khi ăn lễ Tết xong chốt lời quá một nửa luôn. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy không có cái gì gọi là dễ ăn cả đúng không. Chúng ta nhìn thấy cái sự biến động của thị trường thế giới nó rất kinh khủng. Đấy, 2 ngày, một ngày giảm 10% và một ngày giảm 7%, nghĩa là 17%, nghĩa là nếu mà chúng ta đầu tư cổ phiếu ấy, thì nó sẽ giảm khoảng 40% trong 2 ngày. Anh chị có bay một nửa tài sản trong 2 ngày nếu chị em mua FOMO, mua đuổi đúng ở đây, thì lỗ ngay 40% trong 2 ngày, rất kinh khủng. Cho chúng ta đánh kể cả hôm nay thị trường Việt Nam nhìn thì có vẻ ngon đúng không, VN30 rất ngon, nhưng mà mình vẫn nói một câu chuyện rằng là thận trọng một chút, là vì chúng ta đang ở một cái vùng gọi là vùng đỉnh rất là lớn. Đấy, viên 30 chăng nữa cũng rất là vùng cái vùng đỉnh này, viên 30 này, kể cả nó lại khỏe hơn viên đấy thì dư địa nó cũng đâu đó còn không còn nhiều lắm, chúng ta phải thận trọng thôi nhé. Thì đánh thì cứ đánh, nhưng mà chúng ta phải thận trọng. Nó HUT xem nào, cổ phiếu này có khả năng là nó đang ở vùng đáy thì cơ hội lợi nhuận nó sẽ khá lớn, hoặc là SHS này, ví dụ lên được lại vùng này trên này kiếm thêm được mớ nữa đúng không, bán ở trên mua ở dưới thì giai đoạn này lướt lát thế thôi. Cổ phiếu ngân hàng còn con gì ổn, những VIP xem nào. À, VIP này có khi mua được này, ai đánh VIP có khi mua được này. Đấy, cổ phiếu này mới có một đỉnh thôi, chúng ta vẫn còn kỳ vọng là nó sẽ có tăng thêm một cái đỉnh nữa, giống kiểu đi ngang này bọt phát lên nữa. Đấy, chúng ta đánh cổ phiếu này thường đi ngang sau đó thì nó như này này, kiểu kiểu cái này này bọt thêm một nhịp nữa. Đấy, giống giống kiểu này, chúng ta để ý thanh khoản cạn dần rồi, ví dụ vậy chúng ta mua ở khu vực này thì mình nghĩ cũng an toàn thôi. Đấy, chúng ta giống kiểu này nó vọt thêm một nhịp nữa thì có một nhịp ăn ngắn, nếu mà an toàn 4-5% gì đấy hoặc là cao hơn. Đấy, chúng ta có thể để ý kiểu VIP này có thể mua được này, canh quanh khoảng tầm 19 này mua được nhá. Cổ phiếu chưa tăng mà từ đáy lên thì nó cũng chưa tăng quá nhiều, từ đáy lên 7% từ đáy lên mình nghĩ VIP tăng được, mà nó là chuyên về bán lẻ thì cản của nó sẽ ở khu vực này lên đến đây được khoảng tầm 7% nữa, 6-7% nữa VIP cũng được. Ok, mình xin phép dừng buổi livestream tại đây. Chúng ta hy vọng chúng ta sẽ được đồng hành cùng nhau trong kênh chứng khoán Tuấn Hưng và chia sẻ nhiều hơn kỹ năng. Anh chị em có thể quét mã này để vào nhóm cộng đồng, cũng như ở dưới bình luận thì có nhóm cộng đồng thì anh em tham gia nhé.